sẽ là những thông tin đầu tiên, thông tin liên quan tới sự cố y khoa tại Hòa Bình làm 8 người chết. Nhằm phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc thì Công an tỉnh Hòa Bình vừa triệu tập giám đốc một công ty ở Bắc Ninh. Đơn vị đã trực tiếp sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO tại khoa thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Theo tài liệu ban đầu thì công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn trụ sở tại phường Trung Hòa quận Cầu Giấy Hà Nội là đơn vị đã ký hợp đồng với bệnh viện trong việc bảo trì, sửa chữa thiết bị tại khoa thận bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, ngày 28 tháng 5 trước khi xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng, công ty này đã thuê một đơn vị khác tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO tại khoa thận nhân tạo. Cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập giám đốc đồng thời là kỹ sư trực tiếp sửa chữa máy lọc nước để làm việc làm rõ những nội dung ký kết giữa công ty thiên sơn và công ty sửa chữa máy lọc nước cơ quan chức năng cũng đồng thời kiểm tra lại quá trình nghiệm thu bàn giao máy móc giữa công ty sửa chữa máy lọc nước với bệnh viện sau khi sửa máy xong